Cả nhà ơi, tôm của mình kho đó, càng kho nó càng chín rồi, nó càng đỏ nè. Cả nhà nhìn cái màu sắc rất là hấp dẫn. Hân kho được tầm 10 phút, Hân đã nếm nếm loại gia vị rồi cả nhà. Thì bây giờ Hân sẽ tắt bếp nha và mình múc ra cùng nhau thưởng thức nha. Hello, chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Đây là những con tôm càng rất là ngon. Ngày hôm nay nhà Hân sẽ ăn món tôm kho tàu nhà, ăn với cơm trắng nha. Thì bây giờ mời cả nhà cùng sơ chế tôm để mình làm món tôm kho tàu nha. Thì đầu tiên mình sẽ cắt cái râu con tôm này ra nha. Cắt bớt cái râu nó này cả nhà ơi. Cả nhà xem này, nhìn ngon ha. Để cho nó để vô ngăn đá tủ lạnh nè cả nhà. Nó đã chết rồi á, cho nên mình cắt luôn nè cả nhà. Nhưng mà tôm rất là tươi nha. Tôm sau khi mà mình cắt râu xong rồi mình sẽ lột vỏ. Đây nè tôm nè, cả nhà nhìn nè. Nó tươi rối luôn ha. Gạch nó nhiều lắm á cả nhà. Cái loại tôm này là gạch nhiều lắm. Đây, lột mà cái gạch của nó chảy lên trên cái tay luôn. Cả nhà ơi, tôm mình đã lột xong rồi cả nhà. Hân bỏ đuôi luôn giờ. Để chút mình ăn cho nó dễ. Gạch này á, mình để mình kho luôn cũng được. Hoặc là mình nặn ra luôn cũng được nha cả nhà. Làm sao mà mình thấy thuận tiện nhất. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị như cả nhà. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng rưỡi cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, lưng 1 muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ trộn lên cho đều, rồi mình để khoảng tầm 15 phút cho gia vị của mình nó thấm, rồi mình sẽ bắt đầu kho. Mình bắt cái chảo lên, mình cho một ít mỡ vào đây nha cả nhà. Nhà Hân ăn mỡ cái này nè, cho nó béo á. Cho ít tóp mỡ luôn cả nhà. Khi mà mỡ của mình nó đã sôi lên đó cả nhà thì mình sẽ cho tỏi vào, mình phi lên nha. Rồi bây giờ cho tỏi vào nè. Khi cái tỏi của mình nó phi lên cho nó vàng thơm rồi thì mình mới cho tôm vào nha cả nhà. Mình đã vàng rồi cả nhà, tôm của mình cũng ướp được rồi cả nhà ha. 15 phút rồi, bây giờ cho tôm vào trong chảo nè cả nhà. Mình sôi lên nha. Và nó thơm quá chừng, thơm luôn rồi cả nhà ơi. Cả nhà xem nè, cái gạch của con tôm nó ra cả nhà, nó chảy ra luôn rồi cả nhà. Nhìn cái màu, nó mới xào có mấy cái thôi cả nhà. Cả nhà nhìn nè, màu sắc nó bắt đầu đỏ lên rồi cả nhà. Mình ướp gia vị 15 phút đó, thì cái tôm của mình nó thấm rồi, nó ngon lắm. Khi mà mình xào tôm nó gần chín rồi cả nhà, mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình nha. Màu sắc nó đẹp thì mình có thể cho một xíu màu gạch tôm, hay là mình có thể cho một xíu dầu màu điều cho cái màu nó hấp dẫn hơn nha cả nhà. Tại con tôm của Hân ấy, nó cũng hơi nhỏ cả nhà, cho nên là gạch nó cũng hơi ít chút xíu, cho nên mình sẽ cho thêm một miếng màu cho nó hấp dẫn nha cả nhà. Cả nhà thấy nè, mình cho một xíu màu gạch tôm thôi cả nhà ơi. Cái con tôm của mình nó quá chừng hấp dẫn luôn rồi cả nhà ơi, nó thơm phức luôn nha. Mình kho khoảng tầm 10 phút quá cho cái con tôm của mình nó chín là mình nhắc xuống được rồi nha cả nhà. Thơm quá thì thơm luôn rồi. Cái này á, mình ăn với cơm trắng là bao ngon luôn, không cần thêm cái gì nữa hết. Hoặc là mình xíu rau sống với dưa leo là ngon rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ nêm nếm lại theo gia vị của mình. Cả nhà ơi, tôm của mình kho đó, càng kho nó càng chín rồi, nó càng đỏ nè cả nhà. Nhìn cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn nha. Hân kho được tầm 10 phút, Hân đã nếm loại gia vị rồi cả nhà. Thì bây giờ Hân sẽ tắt bếp nha và mình múc ra cùng nhau thưởng thức nha cả nhà. Hello, chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Cả nhà ơi, tôm kho tàu của Hân á cũng đã chín rồi nè cả nhà. Hân đã múc ra dĩa nè. Hân chuẩn bị sẵn một dĩa rau sống dưa leo rồi nè cả nhà. Hân sẽ ăn cơm với cơm trắng nha cả nhà ơi. Hân mời cả nhà cùng ăn cơm tôm kho tàu với Hân nha cả nhà. Những cái con tôm tươi này nè, mình kho tàu thì sẽ rất là ngon luôn cả nhà. Thấy cái màu sắc nó hấp dẫn không cả nhà, thơm lắm luôn cả nhà. Thì Hân mời cả nhà cùng ăn cơm chung với Hân nha. Cái này là ăn cơm tôm kho tàu á thì ăn với cơm trắng là ngon nhất cả nhà. Mình ăn với rau là càng ngon hơn nữa nha. Đây, Hân mời cả nhà cùng ăn với Hân nha. Ăn một miếng tôm trắng ha, cho nó thành trắng rồi miếng tôm. Thịt của con tôm nó trong rồi cả nhà, nó ngọt lắm nha, mà gia vị của nó vừa ăn nữa, rất ngon luôn cả nhà. Không phải là mình nấu ăn ngon hoặc là nấu ăn giỏi, mà là mình nấu theo cái khẩu vị nhà mình đó cả nhà. Thì cho dù mình tự nấu món gì mình cũng cảm thấy ngon cả nhà. Ngon quá. Hôm nay không ai quay YouTube chung với Hân hết trơn, cả nhà có một mình không à. Ăn miếng rau sống nha. Bóc tay cả nhà. Đây, thêm miếng dưa leo nữa, cuộn lại.
gấp một miếng tôm. Rồi cuốn lại cả nhà, không mời cả nhà ăn cơm, không mời cả nhà ăn tôm với rau nha, cuộn vô. Chút vô miếng cơm nữa. Ngon lắm nhà ơi. Lâu lắm rồi mới được ăn con tôm tươi vậy đó nhà. Ngon quá. Bình thường không ít ăn cơm lắm, bữa nay thấy cơm ngon quá, bớt một chén bự cho bác. Bạn nó tốt đầu rồi. Ăn cái gạch đó cả nhà, nó béo béo. Ngon. Mình cuốn ra mình bóc tay đi nha cả nhà. Khi nào mà có cuốn rau á, bóc tay á thì nó sẽ hấp dẫn hơn nha. Có nhiều người thì nói không hợp vệ sinh, nhưng mà trước khi ăn mình cũng đã rửa tay rồi cả nhà. Đây mời cả nhà. Cả nhà làm thử món này ăn đi, ngon lắm. Khá là tốn cơm nha cả nhà. Mình ăn cơm luộc hay là cơm xào gì đó, ngán thì mình làm cơm kho, mình ăn cơm trắng thôi. Khỏi cần canh gì hết trơn á, cũng ngon nữa. Ngon quá. Ăn cái rau tía tô này nè, nó thơm lắm. Thêm miếng quế nữa, thêm miếng dưa leo. Sau đó mình sẽ cắt một miếng tôm nhỏ nhỏ mình cho lên nha cả nhà. Rồi, đây cái mình cuộn lại luôn nè. Rồi ăn. Ngon. Chút vô miếng cơm nữa. Nhà chúng miếng lá quế cả nhà, nó không khúc luôn á. Từ bữa về Việt Nam tới giờ ăn gần cháu chén là nhiều nhất luôn cả nhà. Lúc mới về á không bị lệch múi giờ, ăn không có ngon, ngủ cũng không có được nữa cả nhà. Giờ người ta thức thì mình ngủ, giờ người ta ngủ thì mình thức, cái mình chán mình thích nghi á, xong mắt nó lờ đờ cả ngày luôn cả nhà ơi. Nhưng giờ không, nó quen rồi cả nhà. Khi mà quen rồi đó mình thèm đồ ăn nha. Lúc mới về á, trước khi về mình thèm rất là nhiều đồ ăn, về tới Việt Nam rồi không có thèm món nào hết. Lý do là mình ngủ không được thì cơ thể mình không khỏe á, cho nên là làm gì cũng cảm thấy mệt mỏi hết trơn cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn miếng nữa nha. Ngon. Món này ngon gì đâu luôn cả nhà. Ăn nửa chén cơm rồi. Ngon. Ăn nhiều rau cho đẹp da nha cả nhà. Bỏ vô leo vô tay. Rồi kiếm miếng tôm nào nhỏ nhỏ, cuộn vô đây. Lên miệng luôn. Múc một muỗng tôm vô vô. Ngon. Ăn một hộp chắc hết dĩa luôn á. Ngon quá, ngon à. Chén cơm nè. Cái nhà ơi, Hân ăn sạch hết một chén cơm nè cả nhà. Ngon quá. Bây giờ Hân cũng đã khá no rồi cả nhà. Hân xin tạm dừng video ở đây nha. Trước khi dừng video, Hân cảm ơn cả nhà luôn luôn đồng hành và theo dõi video của Hân trong suốt thời gian vừa qua. Nếu yêu mến kênh của Hân thì có thể bấm cho Hân một like, đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video clip tiếp theo của Hân nha cả nhà. Bye.
Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.